inner joint, left joint, right joint, full joint. Các bạn đừng nhìn vào những hình này để học joint trong SQL sẽ càng khó hiểu hơn đấy. Hãy cùng tôi đi vào thực tế để hiểu rõ nhất về các loại joint trong SQL. Lập trình quá nhanh. Học nhanh. Đầu tiên thì chúng ta có hai bảng khách hàng và loại. Chúng ta sẽ join hai bảng này để lấy dữ liệu ra. Trước tiên đấy là inner join. Inner join thì sẽ select những bản ghi nào có dữ liệu ở cả hai bảng. Ở đây loại 012 đều có ở hai bảng. Chúng ta sẽ select được ra. SQL. Chúng ta sẽ có ba bản ghi chứa loại 012 đều có ở hai bảng. Nhìn vào hình inner join này, ta thấy có vẻ dễ hiểu. Chúng ta sẽ select những bản ghi nào có ở hai bảng trùng nhau. Tiếp đến sang loại left join thì các bạn sẽ thấy hình này sẽ khó hiểu hơn thôi. Còn nói lại về inner join thì chúng ta có thể dùng where thay cho inner join. Thì chúng ta sẽ dùng dấu phẩy ngăn cách hai tên bảng thay on bằng where. Thì dữ liệu sẽ trả về như nhau thôi. Tiếp đến thì left join. Thì left join nhìn vào hình các bạn có thể thấy là chúng ta sẽ lấy hết toàn bộ dữ liệu ở bảng bên trái. Thế thì nối vào bảng bên phải làm quái gì? Sau đây chúng ta sẽ đi vào thực tế xem left join nó làm gì. Bạn có thể hiểu là left join của chúng ta sẽ select toàn bộ dữ liệu ở bảng bên trái này. Sau đấy chúng ta mới các dữ liệu ở bảng bên phải vào. Đây, ví dụ như loại 012 có dữ liệu thì nó sẽ map tên loại vào đây. Còn loại null không có dữ liệu thì nó trả về null thôi. Nó vẫn trả về cho chúng ta đầy đủ dữ liệu của khách hàng. Tiếp đến về right join thì là đối nghịch với left join thôi. Và các bạn muốn cho hai câu bằng nhau thì chúng ta phải đổi vị trí của hai bảng nữa. Q. Đấy, giống nhau. Chỉ khác có một điều là chúng ta cho bảng lại lên trước nên là các cột của bảng lại cũng hiển thị lên trước. Tiếp đến là full join. Full join của chúng ta sẽ trả về 6 bản ghi. Trong đấy có 3 bản ghi là trùng lặp loại 012, 2 bản ghi loại null và 1 bản ghi ở loại 3. Và thêm về left join thì nếu chúng ta dùng left join mà lại đảo lại lên trước thì chúng ta sẽ lấy được như sau. Chúng ta sẽ lấy hết toàn bộ các bản ghi bằng loại, sau đấy map vào bảng khách hàng xem có những khách hàng nào tương ứng không. Loại 3 không có khách hàng nào thì sẽ trả về null ở đây thôi. Như vậy là bài học của chúng ta đến đây đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những bài học tiếp theo trong khóa học. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.